Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Bây giờ mình với anh Năm sẽ báo giá chiếc Mercedes này ha các bạn. Chiếc 375 nha. Hồi nãy thì mình với anh Năm có quay chiếc 385 rồi. Bây giờ quay 375 nha các bạn. Rồi chào anh Năm. Rồi chào anh chị cô chú nha. Quá à, trời dậy tơ luôn nha anh chị cô chú. Coi là chính sách với là bảng giá hết nha anh chị cô chú. Rất là hot cho anh chị cô chú nhé. Hôm nay công ty đang còn có cái chương trình hỗ trợ lãi suất cho anh chị nào vay vốn, nên là anh chị nào vay vốn có hồ sơ đầy đủ thì sẽ rất là ưu đãi tại thời điểm này nha anh chị cô chú. Rồi trước mặt anh chị cô chú là Mercedes Fusion 375 nha anh chị cô chú. 375. Chiếc này thì 375 hai cầu hết các bạn. Hai cầu thì nó giống cũng giống như là cái dòng 385 thôi, nhưng mà nó là dòng model nhỏ hơn nha. 375 nhỏ hơn. 375. Thì nó vẫn có trợ lực tay lái đầy đủ hết nha. Trợ lực tay lái. Đúng rồi. Bơm. Đầy đủ hết. Con này 75 mã lực. Đây mở phần động cơ cho anh chị vô xem coi. Này thì 75 mã lực nha, nó nhỏ hơn chiếc kia 10 mã lực. Những cái dòng này thì không có không có turbo nha. Đúng rồi. 60 trở xuống thì phải có turbo. 60 trở xuống thì có turbo mà trên đúng không? Đó. Nó cũng 4 xi lanh. 4 xi lanh. Dạ. Này cái này là lọc nhớt à? Cái bơm nhớt. Bơm nhớt. Bơm nhớt dạ. Cái chiếc này thì nó vẫn có cái khúc nối y như chiếc 385 nãy luôn các bạn nha các bạn. Dạ. Nó là hai cầu nó mới có nha, còn một cầu nó không có. Ghế thì mình vẫn chỉnh tới lui được ha. Đây, đồng hồ của nó nè. Mai có nằm như sắp hết pin à? Hết pin hả? Nó gần hết pin, gần hết pin này. Thì đang đi số của nó là 8 tiếng và 2 lùi nhá. 8 tiếng 2 lùi. Dạ, 8 tiếng và 2 lùi. Nó giống như con trang con trên ta 38 lắm, con trên kia lúc này ghi 12 tiếng 4 lùi nhưng mà nó là 8 tiếng 4 lùi thôi. À nó vậy. Chiếc này thì giỏ sau nó là 16 930 hết các bạn. À, 16 930. Của nó nhỏ hơn, con kia là 18.4. Đúng rồi, 18. 18 nó lớn hơn. 385 là 18.4, 30 là nó không rộng hơn. Dạ. Còn giỏ trước nó nè, giỏ trước nó là 12.424 ha. Giỏ trước nó là bằng luôn, bằng với chiếc 385 luôn. Đúng rồi. Con dâu của nó năm phía trước dâu nằm phía trước ha, trước dạ. Trước cái két nè, rồi xong rồi nó là bằng nhựa nha. Bằng nhựa. 108 lít. À 108 lít. Dạ. Lớn nha. Cái trước quải 5 tạ. Có một số bộ phận mình gặp chưa hoàn thiện á, nên là cái này sẽ cái này cái thằng này câu của nó lấy câu lách này hả? Câu lách. Câu lách sang bên. Giống thằng hạt tát. Cái câu gọi là giống dạ. Cầu lập giống như của hát tát ha, chứ dạ. không có giống như mấy chiếc mà ép đời cũ kia. Cũ kia thì hình như là nó cầu dưới bụng luôn. Cái này là 4 xi lanh, tổng dung tích của cái máy này là 4.1 lít. Nó cũng được trang bị động cơ Perkin luôn nhá, Perkin nhá, Perkin hết. Động cơ của anh, một thương hiệu nổi tiếng của anh. Đó. Quan nhìn nước sơn. Đường kính của piston là 101 và cái hành trình là 127. 101. À, đây nó có lọc dầu này, lọc dầu này. Cái này là lọc nhựa động cơ nè. Nhìn rất là mổ toàn bằng sắt không à. Cơ hết. Cơ hoàn toàn nha anh chị cô chủ nhá. Cơ hoàn toàn. Cơ toàn bộ. Dạ. Để mà mình cho các bạn xem cầu trước ha. Cầu này thì cũng giống như cầu của 385 ha. 385 ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem phía sau. Dạ. Xem phía sau của em nó. Đây là mâm của em nó nè. Dạ. Là gáp cũng chưa có hoàn thiện lắm nha. Còn dạ. Còn gì còn nhờ, nhiều cái lắm, nhiều cái chưa xong. Nặng lòng thông. Chủ yếu là gáp để mà chạy, gáp để chạy ra ngoài cho nó chống chỗ bớt.
hợp của nó là ly hợp đôi nha, nha anh Vũ, ly hợp đôi. Ly hợp đôi hả? Ly hợp côn của nó, côn chày riêng và côn sưởi riêng. À, côn sưởi riêng hả? Dạ, côn sưởi riêng và côn chày riêng, nó cũng giống Belarus. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ mình báo giá chiếc này đây luôn nha các bạn. Còn lên trển mình sẽ quay cái chiếc 375 một cầu sau nha. Dạ. Ok anh mình, chị cô chú. Mình chính, anh chị cô chú không phải đợi lâu thì cái con máy Maxxay Ferguson năm sẽ thông báo cái giá bán và quà tặng kèm theo luôn nha anh chị cô chú. Quà tặng kèm theo cái chiếc 375 này thì nó cũng giống như chiếc 385. Chiếc 375 và 385 thì hiện tại quà tặng của nó sẽ là được ba cái lọc nha anh chị cô chú, ba cái lọc nhá. 375 này sẽ là một cái lọc động cơ và hai cái lọc nhiên liệu, một cái lọc thô và một cái lọc tính nhá. Đấy là ba cái lọc cho anh chị cô chú. Giá của chiếc 375 này, 375 hai cầu nhá. 375 hai cầu. Giá của nó là 490 triệu nha anh chị cô chú, 490 triệu. 490 triệu. Anh chị cô chú nào mà vay vốn á, có hồ sơ đầy đủ á thì công ty duyệt sẽ được hỗ trợ 20 triệu lãi suất nhá. 20 triệu lãi suất. À. Thẳng cho ngân hàng cho anh chị cô chú luôn, lúc nào đủ 20 triệu thì thôi. À. Đó là phần lãi suất ưu đãi cho cái chiếc 375 mã lực. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên quay chiếc một cầu nha các bạn. À, một cầu. Con này chiếc hai cầu nha. Dạ chứ cái chiếc một cầu. Rồi Vũ mình chào các bạn nha. Thì hồi nãy mình với Nam có quay cái chiếc 375 ở dưới rồi đó các bạn. Thì cái chiếc ở dưới là nó hai cầu ha. Thì cái dòng trên này, model trên này là nó là dòng một cầu. Thì để mình với Nam quay một vòng cho các bạn xem rồi anh Nam mình với Nam sẽ báo giá ở trên này luôn nha. Cái này là nó có cái trọng đấy là anh Vũ. Cái này lắp chưa xong á. Đúng rồi, chưa xong. Lắp chưa xong nên là thôi giờ bỏ xuống Nam ơi, để nó rớt mất công. Thì chiếc này thì cũng y như chiếc dưới nha các bạn. Chẳng qua là nó một cầu hai cầu thôi. Nó khác nhau chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Nó một cầu hai cầu thì nó khác về cái trọng lượng. Khác về cái chiều cao thôi. Không có khác gì nữa hết. Thì cái dòng này là nó là bình dầu trước, là nó là bình dầu nhựa nè, nó nằm phía đầu ở trước ha, nằm kế các nước luôn. Cái này là 108 lít, tích của nó 108 lít, rất đổi lớn. Cái này thì bình dầu nó nằm bên trước này, nó chăn ở cái kẹt nước này. Còn cái bên đây là chỗ bắt cái bình bên đây nè, nhưng mà chưa xong. Dây điện thì đang còn lòng thông. Đây, vỏ một con thì có dưới cái 16.930. Còn nhà vỏ trước nó là 7.50 16 nha. 7.50 trừ 16. Thì nó cũng y như các bạn, mấy cái này cũng y dưới thôi. Chẳng qua một cầu thì như mình cũng quay sơ cái cho các bạn xem. Xe mới đặc biệt cái là nó thơm nước sơn thôi. Đó. Bơm ha, bơm thôi nằm phía bên đây, heo nằm bên kia. Chờ lật tay lái đầy đủ. Đặc biệt là cái dòng 375, 385 thì nó không có turbo thôi. Cái này cái dòng một cầu thì nó không có khúc nối hả các bạn. Không, một cầu không có khúc nối nha. Còn cái hai cầu thì nó có khúc nối nha. Có khúc nối thì nó sẽ dài ra chút xíu. Rồi, vậy mình báo giá là hả Nam, báo giá chiếc này luôn đi. Ok anh Vũ, để anh chị cô chú không phải đợi lâu nữa thì năm xin báo giá cái mày 375 nhá. 375 con là 75 mã lực nha anh chị cô chú. Về cái phần quà tặng thì nó cũng giống như 375 hai cầu, nó cũng được hai cái lọc lọc nhiên liệu và một cái lọc nhiệt động cơ nha anh chị cô chú. Còn về phần giá của nó thì nó là 400 triệu. 400 triệu. 400 triệu. 400 chẳng luôn ha. 400 chẳng, thôi. Chứ nào anh chị cô chú mua mà vay vốn á có hồ sơ đầy đủ thì được hỗ trợ 17 triệu nha anh chị, 16 triệu. 16 triệu nha anh chị cô chú. Hỗ trợ 16 triệu nha. 16 triệu. Đó. Hỗ trợ lại cho anh chị 16 triệu. Đó, anh chị cô chú
cái hai cầu nãy dưới nhiêu quên rồi năm? Hai cầu hả? Hai cầu của nó dưới là 490 triệu. À, 490 triệu. 490 triệu. Hỗ trợ 20 triệu. À. Còn một cầu thì là 400 triệu. 400 triệu. Hỗ trợ 16 triệu. À. Thì một cầu, lấy một cầu thì nó rẻ hơn cũng nhiêu thôi? Rẻ hơn 90 triệu. 90 triệu, rẻ hơn 90 triệu. Một câu là rẻ hơn hai câu 90 triệu. Dạ. Rồi. Tùy vào điều kiện công việc của từng người thì mình chọn cái máy cho nó phù hợp. Nếu anh em mà kéo đi kéo nhiều, làm việc nặng thì hai cầu thì nó ngon. Dạ. Còn cài sới, cài sới không thì chiếc này cũng ok rồi. Dạ. Cái này một câu chủ yếu năm rồi nó này kia. Dạ. Tây Ninh cũng có một số huyện là xài mạch sấy nhiều. Dạ. Không là thì có Long An hoặc là cả cái Đồng Tháp. Chỗ này kia em cũng thấy mạch sấy nhiều. Rồi, vậy mình với năm báo giá cái dòng hai cầu và dòng một cầu xong luôn nha các bạn. À, bây giờ mình với năm sẽ qua tiếp tục cái dòng khác nha. Rồi, ok. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chủ nha. Rồi, bye bye năm nha. Yeah.